hàng sưu tầm nha anh em, cao 3m, hót hơn á, đủ sức, quanh 80 à. Rực rỡ luôn, thầy chơi tết đúng bài ha. Phong giấy ngũ sắc nè, sao đông để vô biệt thự không được nè. Biệt thự không chơi cái nói gì nữa, biệt thự để cây này du lịch rồi, hót hơn 3m, không để vô biệt thự á, quanh 80 đặt không bị lũa luôn. À, phong giấy ngũ sắc nè, đặt kẹo luôn, phá bùng bật luôn à. Không phải bùng bật, xài tiền giấy. Phong giấy xài tiền giấy quá đã. Vì sao tiền giả không chịu hả? Qua giấy. Ngũ sắc. Ai chèo chèo anh chở anh ghép được hay à?